là quần ống loe kèm số điện thoại liên lạc thành công. Quần ống loe Nhung đang mặc màu trắng này. Nào, quần ống loe kèm số điện thoại liên lạc thành công. Ai đặt áo comment áo ven 10 kèm màu đen, màu trắng, màu vàng kèm số điện thoại liên lạc thành công. Ven 10 đang xả với giá bao nhiêu ạ? 100. À xin lỗi, 99.000 nhá. 99.000 mặc được 3 dáng nha. Các chị yêu có thể mặc như thế này. Thấy chưa? Mặc như này rất là xinh này. Đây ạ. Không hề ảnh hưởng đằng sau nhá. Thấy thế không ạ? Không hề ảnh hưởng đằng sau luôn. Hoặc các chị có thể mặc như thế này, 370 cân các chị yêu vẫn có thể bao mặc vừa luôn đấy ạ. Đây ạ, co giãn cực tốt nha, chất zip nhá các chị yêu nhá. Nào, V10 kèm màu kèm số điện thoại. Và ai là quần ống len đang mặc thì comment là quần len trắng hoặc quần len đen kèm số điện thoại 4 size S, M, L, XL. Em nhắc lại là phải chia sẻ like một lần cho cá nhân, một lần cho một nhóm mới được hợp lệ mua cái giá em đang công bố này. Và các chị nhớ chia sẻ like để thống đơn của mình đặt hàng ạ. Nó sẽ tự động nhảy lên hệ thống của em nhá. Nào, quần ống loe kèm màu kèm số điện thoại lên hàng thành công. Các chị yêu họ đặt hàng nhanh tay comment cho em và chia sẻ like cho em một lần cho cá nhân, một lần cho một nhóm cho em nhá. Trời ơi, quần xuất sắc quá các chị ạ. Thấy chưa ạ? Không hề hở, các chị yêu có thể mặc được rất nhiều dáng, không hề mất dáng các chị nhá. Dạ, áo không hề mất dáng luôn nhá. Em bỏ cái iPad xem là video có nét các chị.